đây các kỹ sư Việt Nam cứ bảo sao xuống Mỹ không hay, cẩn thận nó đứt dây, mua về nhà là tiện cái chăn mới là cái đệm rách là nhét hết rồi này. Đấy, cứ bảo sao xuống Mỹ nó không hay. Đấy. Đấy. Bát. Bây giờ cái thể tích thùng người ta đã thiết kế theo cái công suất của bát rồi. Mình không thể đưa những cái tùy tiện vào trong này được. Cái cấu tạo thùng này nó ra cái chất tiếng còn nhiều quá cho nên đây là cho này. Đấy. Sao bảo nó không hay, không đúng chất âm là nguyên nhân đây này. Mấy kỹ sư Việt Nam. Đây là súng Mỹ do nó là đấy, chưa nói đến chuyện anh em mua súp Trung Quốc về đóng thể tích thùng bất kỳ, sau đó lại mua cái bát bất kỳ vào nắp thì đương nhiên là những người đấy là người chơi gọi là chơi tạm thôi, chứ còn nếu mà chơi chuyên sâu này không khuyến khích. Đấy, ok chưa?